Long Vương trở lại, Giang Thần. chương 286, bí mật gặp tiêu giao vương. Ở nhà họ đường, đường sở sở bừng tỉnh rồi không ngừng lắc đầu. Không phải, chuyện này không phải là thật, con không tin, con không tin chuyện này là thật, Giang Thần sao có thể gây ra những chuyện như vậy. Đường sở sở tin tưởng Giang Thần. Từ khi kết hôn đến giờ Giang Thần chưa bao giờ ép buộc cô bất cứ điều gì. Cho dù hai người ngủ cùng nhau nhưng cô cũng không muốn Giang Thần chạm vào mình. Người mà ngay cả vợ mình cũng không đến đến thì sao có thể làm bậy bên ngoài được. Sở sở, con đừng có ngây thơ nữa, báo đài đã đưa tin rồi con xem, video này rõ ràng như thế nào, không phải Giang Thần thì có thể là ai, hơn nữa con nhìn cô gái trên giường xem, chẳng lẽ đây là giả sao? Mẹ đã sớm nhìn ra thằng Giang Thần này chẳng phải loại người tốt đẹp gì, đã sớm bảo con ly hôn rồi mà con cứ không nghe. Giang Thần xảy ra chuyện Hà Diễm Mai chẳng cảm thấy đây là chuyện làm xấu mặt gia đình. Mà ngược lại bà ta thấy rất may mắn. Giang Thần xảy ra chuyện lớn như vậy thì cả đời này sẽ phải sống trong mục tù. Như vậy thì Đường Sở Sở có thể ly hôn với anh rồi. Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, con muốn đến sở cảnh sát. Đường Sở Sở đứng dậy rồi rời đi. Sở Sở, Hà Diễm Mai gọi lớn tiếng. Nhưng không ngăn cản được Đường Sở Sở. Bà ta thì thầm, đi xem tình hình cũng tốt, đi xác nhận chuyện này cũng tốt để hoàn toàn chết tâm. Audio điện tử võ tấn bền Đường sở sở đi đến đồn cảnh sát. Giang thần là nghi phạm phạm tội bây giờ bằng chứng đã được xác thực, trước khi tòa án kết tội ngoại trừ luật sư ra thi không được gặp bất cứ ai. Đường sở sở muốn gặp Giang thần nhưng bị cảnh sát từ chối. Lúc này không không chú ý. Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho hứa tinh tinh tinh, xảy ra chuyện rồi, giang thần xảy ra chuyện rồi, hu hu. Hứa tinh đang làm việc nên không có thời gian để xem mấy tin tức bàn tán đó nên thành ra cũng không biết giang thần xảy ra chuyện. Cô ta an ủi, sở sở, đừng khóc, giang thần xảy ra chuyện gì, từ từ nói được không? Giang! Giang thần hiếp dâm một cô gái bị bắt tại trận bây giờ đang bị giam giữ, tớ không gặp được anh ấy. Cái gì cơ? Biết được tin này hứa tinh lập tức cảm thấy kinh ngạc, cô ta đứng bật dậy khuôn mặt lộ vẻ không thể tin nối cô ta hỏi cậu nói giang thần cưỡng hiếp một cô gái sao có thể chứ thật thật đấy báo đưa tin rồi ôi phải là gì đây cậu mau đến đây đừng đừng sốt ruột tớ lập tức đến ngay hứa tinh cúp máy cô ta hít một hơi thật sâu chuyện này chắc chắn không thể xảy ra đến cả cô ta mà còn không thể quyến rũ được giang thần thì sao giang thần có thể làm ra loại chuyện như thế này chứ sau khi cố gắng bình tĩnh lại cô ta rời văn phòng làm việc rồi đi tìm bạch tố chủ tịch giang thần xảy ra chuyện rồi cô biết chuyện chưa bạch tố gật đầu ừm um, biết rồi tôi đã liên hệ với luật sư rồi đang trên đường đến đồn cảnh sát phía luật sư có tin tức gì sẽ lập tức thông báo cho tôi tôi đến đồn cảnh sát xem thử bạch tố khẽ khoát tay cô đi đi hứa tinh không nán lại lâu cô ta nhanh hóng đi đến đồn cảnh sát trước cổng đồn cảnh sát Đường Sở Sở sốt ruột đi qua đi lại. Cô vừa đi vừa xem đoạn video trên mạng, cô hy vọng đây không phải là sự thật nhưng video quay rất rõ ràng. Chuyện này đã gây náo động ở Giang Trung. Giang Thần đã bị người dân thành phố tài giỏi nhận ra dưới video đầy những lời mắng nhiếc anh. Sau khi thấy hứa Tinh đến, Đường Sở Sở vội vàng đi đến, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, Tinh Tinh, phải làm sao đây? chắc chắn là đã xảy ra nhầm lẫn gì đó chứ giang thần sao có thể làm ra loại chuyện như thế này được đừng cuống chúng ta vào trong hỏi thăm tình hình đã hứa tinh đưa đường sở sở vào bên trong đồn cảnh sát bởi vì cô ta là phó tổng giám đốc thời đại khoa nên sau khi khai danh tính cảnh sát cũng khá phối hợp và giải thích vấn đề một cách chi tiết sau khi biết được mọi chuyện hứa tinh cau mày còn đường sở sở thì dường như mất hết tinh thần cô ngồi trên ghế với vẻ mặt tái nhợt Cô vẫn luôn rất tin tưởng Giang Thần, nhưng nhìn từ tình hình hiện tại thì tất cả đều do Giang Thần làm. Rất nhanh luật sư đã gặp Giang Thần để tìm hiểu tình hình cụ thể. Bên ngoài đồn cảnh sát, Hứa Tinh gặp mặt luật sư. Người luật sư này là nữ, khoảng 30 tuổi trông vô cùng gợi cảm. Hứa Tinh hỏi, "Luật sư Trương, thế nào rồi? Giang Thần nói gì với cô, rốt cuộc là chuyện gì?" Đường Sở Sở cũng rất lo lắng, cô vẫn còn ôm chút hy vọng cô cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình, cô cũng nhìn luật sư và chờ đợi câu trả lời của cô ta. Tổng giám đốc hứa, tình hình hiện tại rất bất lợi cho Giang Thần, mặc dù anh ấy nói sáng sớm sau khi lên xe thì bị ngất đi, tất cả mọi chuyện sau đó đều không biết gì nhưng đó đều là những gì anh ấy nói không có chứng cứ hơn nữa trên người y đình đình đều là dấu vết của Giang Thần, trên dưới thân đều có vết hôn, bên trong cơ thể còn có tê sao dịch của Giang Thần. Bây giờ chúng cứ đã được kết luận, ông Y đã kiện Giang Thần, Phía cảnh sát đã nộp một loạt bằng chứng phạm tội cho tòa, phiên tòa sẽ được mở vào ngày mốt, một khi mở phiên tòa thì xác suất Giang Thần bị kết án là 100%. "Hả?" Đường Sở Sở kinh ngạc, cô hỏi, "Vậy, vậy bây giờ phải làm thế nào?" Luật sư Trương khẽ lắc đầu, "Không, không có cách nào cả, tôi không nắm chắc sẽ giành chiến thắng trong vụ kiện lần này, bây giờ chỉ có một cách đó là bên nguyên cáo rút lại cáo buộc với Giang Thần như vậy Giang Thần mới có thể tránh được án ngồi tù." Hứa Tinh cau mày sau đó hít một hơi thật sâu nói, "Tôi biết rồi, cô về trước đi." "Vâng thưa phó giám đốc." Luật sư Trương quay người rời đi. "Tinh Tinh, bây giờ phải làm gì mới tốt đây? Tôi tin Giang Thần điều anh ấy nói chắc chắn là thật anh ấy bị người ta hãm hại." Hứa Tinh bất lực nói, "Tôi cũng tin Giang Thần chứ nhưng tòa án chỉ nhìn bằng chứng bây giờ tất cả chứng cứ đều bất lợi cho Giang Thần." "Vậy, vậy phải làm thế nào?" "Về trước đã, chắc chắn sẽ không sao đâu." Hứa Tinh kéo đường sở sở đi. Giang Thần đâu có phải là người bình thường đâu, anh là ông chủ của thời đại khoa. Nếu đã không có chứng cứ vậy thì thôi. Để Bạch Tố lộ mặt đến tìm y trọng. Trong phòng tạm giam, Giang Thần nằm trên giường gỗ, vẻ mặt suy tư. Chẳng lẽ mục đích của nhóm người ép tôi uống thuốc độc lần trước chỉ là vì muốn khống chế tôi không muốn tôi tham gia đại hội y thuật, rốt cuộc kỳ đại hội y thuật lần này bọn họ muốn làm gì? Giang Thần lẩm bẩm, anh cảm thấy đến 90% là vậy. Nếu đã như vậy thì tôi lại muốn xem xem rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Anh đứng dậy đi về phía cửa, anh gõ cửa sát rồi hét lên, người đâu, người đâu, tôi muốn gọi điện thoại. Rất nhanh đã có cảnh sát đi đến, cảnh sát lạnh lùng hỏi, kêu cái gì mà kêu, yên lặng đi, bây giờ cậu không có quyền gọi điện thoại. Anh cảnh sát, anh ăn nói cẩn thận chút, anh biết tôi là ai không, anh có biết tôi muốn gọi điện thoại cho ai không, thế này đi tôi đọc một số điện thoại anh gọi giúp tôi thế nào ha một thằng ở rể nhà họ đường thì tôi sợ cậu gì chứ tôi nói cậu biết cậu xong đời rồi nửa đời sau của cậu phải sống trong tù anh cảnh sát anh giúp tôi gọi một cuộc điện thoại đi tôi gọi điện thoại cho tiêu diêu vương tiêu diêu vương cậu này cậu nghĩ mình là ai cậu nói tiêu giao vương là tiêu giao vương sao không tin thì anh gọi đi tôi đọc số điện thoại cho được cậu đọc đi tôi muốn xem xem cậu gọi cho tiêu giao vương thế nào giang thần đọc số điện thoại người cảnh sát này cầm điện thoại bấm số điện thoại cá nhân của tiêu giao vương đổ chuông nhưng gọi đến là một số lạ sau khi do dự một lát ông ta vẫn nhấc máy bởi vì người biết số điện thoại cá nhân của ông ta không nhiều alo ai vậy cảnh sát nghe thấy giọng nói trên điện thoại không nhịn được cười ở đây có phạm nhân nói muốn gọi điện thoại cho tiêu giao vương ông là tiêu giao vương sao đúng thế tôi chính là tiêu giao vương hả cảnh sát sửng sốt đây đây thực sự là tiêu giao vương sao phạm nhân nào là giang thần sao tiêu giao vương cao mày ông ta là tiêu giao vương mọi tin tức liên quan đến giang thần ông ta đều biết đầu tiên ông ta đã sớm biết giang thần xảy ra chuyện nhưng ông ta không quan tâm vì ông ta tin thực lực của giang thần có thể dễ dàng giải quyết mấy vấn đề này đúng đúng vậy là giang thần cảnh sát nói Giang thần vẫy tay với cảnh sát, được rồi, mang điện thoại đến đây, tôi nói chuyện với ông ta. Vâng, người cảnh sát này không dám chậm trễ khi biết đó là tiêu giao vương, anh ta đưa điện thoại cho Giang thần. Sau khi nhận điện thoại bèn nói, lập tức đến đồn cảnh sát một chuyến, tôi có chuyện muốn bàn bạc với ông, phải đến đây trong vòng một giờ nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Nói xong Giang thần cúp điện thoại luôn, còn tiêu giao vương thì nhíu mày. Xảy ra chuyện lớn không phải là bị hãm hại phạm tội cưỡng hiếp sao, có thể xảy ra chuyện gì lớn chứ? Ông ta lầm bẩm Giang thần là người như thế nào ông ta biết rõ. Phía sau Giang thần là ai ông ta cũng biết. Phía sau Giang thần có một mạng lưới tình báo ngầm muốn tra rõ chuyện hãm hại rất dễ dàng cùng lắm là bị giam vài ngày, thế thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng Giang thần nói rất nghiêm trọng nên tiêu giao vương cũng không chậm chế, ông ta lập tức đứng dậy dặn dò chuẩn bị xe rất nhanh tiêu giao vương đã đến đồn cảnh sát tiêu giao vương là tổng soái có quyền lực rất lớn nên muốn gặp giang thần thì quá đơn giản phòng tạm giam tiêu giao vương lấy một điếu thuốc và bật lửa đưa qua giang thần nhận lấy châm lửa hít một hơi sâu rồi tán thưởng vẫn là tiêu giao vương trọng tình nghĩa biết anh em gặp chuyện bèn lập tức đến ngay bớt nói nhảm đi rốt cuộc có chuyện gì giang thần nhẹ giọng nói cũng chẳng phải chuyện gì to tát âm thầm dùng quan hệ thả tôi ra ngoài Giang thần, cậu như này là đang bảo tôi biết phạm pháp còn làm, chuyện nhỏ như thế này cậu tự mình xử lý đi. Tiêu giao vương, thực sự sẽ xảy ra chuyện đó, lập tức tìm một con rối thay thế tôi sau đó âm thầm thả tôi ra ngoài. Giang thần nghiêm túc nói. chương 287, không còn luyến tiếc điều gì. Tiêu giao vương không biết Giang thần muốn làm gì. Nhưng ông ta vẫn lựa chọn giúp đỡ. Được, tôi đưa cậu đi trước. Giang thần khẽ khoát tay, đã nói rồi mà, âm thầm tìm thế thân cho tôi, tôi không thể rời đi một cách lộ liễu như vậy được. Ông đi tìm một người có thân hình chiều cao tương đương với tôi sau đó tôi sẽ lặng rời đi, làm mặt nạ ra người rồi anh lại âm thầm đưa người đó đến phòng giam giữ. Tiêu giao vương nhíu mày, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh không cần phải hỏi nhiều. Được, tiêu giao vương gật đầu. Anh ta nhanh chóng đi sắp xếp trong quân đội anh ta tìm được một người có chiều cao và thân hình tương đương với Giang Thần sau đó âm thầm thả Giang Thần ra ngoài. Còn Giang Thần thì bắt đầu làm mặt nạ ra người để thế thân thay thế anh đi vào trong phòng tạm giam. Giang Thần bắt đầu làm mặt nạ ra người rồi. Ngày mai là đại hội y thuật, anh nhất định không thể dùng thân phận thật để xuất hiện. Nếu đã không thể dùng khuôn mặt này thì thay đổi nó anh đã làm mặt nạ ra người 10 năm cũng cũng chính là Giang Thần, Chủ tịch tập đoàn Giang Long, người đã xuất hiện cách đây một thời gian. Đồng thời vào lúc này, trong một khách sạn ở Giang Trung, trong phòng VIP, một cô gái đang cuộn mình trên ghế sofa, khuôn mặt vô cảm đôi mắt đượm buồn giống như mất hết sức lực vậy. Cô ta là Y Đình Đình, là nạn nhân sáng nay. Trong khách sạn còn có Y Trọng, nhìn thấy con gái như vậy Y Trọng lo lắng, ông ta khuyên nhủ con mình, "Đình Đình, con yên tâm." bố tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho thằng khốn nạn đó, bố muốn nửa đời sau của nó phải sống trong tù. Còn có hai người phụ nữ ngồi bên cạnh. Đây là hứa tinh và đường sở sở. Đường sở sở nhìn thấy nạn nhân cô khó mà tưởng tượng nổi giang thần đã làm gì với cô ta mới khiến cô ta trở thành như thế này. Đinh đinh, trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Chồng tôi là người thế nào tôi rất rõ, anh ấy tuyệt đối sẽ không. Đủ rồi. Y trọng đứng lên chỉ tay về phía cửa mắng chửi, "Cút ngay cho tôi, ở đây không chào mừng cô." Hứa Tinh kịp thời đứng lên khuyên nhủ, "Ngài Y đừng nóng giận, chẳng ai mong muốn xảy ra chuyện như thế này nhưng chuyện đã rồi, bây giờ chuyện chúng ta phải làm đó là tìm ra chân tướng của sự việc để kẻ đang bị trừng phạt phải chịu sự trừng phạt." "Còn cần chân tướng gì nữa, chuyện đã đến nước này mấy người còn muốn bảo chữa cho thằng khốn nạn đó." "Tôi thấy hai người là phụ nữ nên mới để hai người đi vào, lập tức cút cho tôi." Y trọng bắt đầu xoa đuổi người. Ông ta đuổi hứa tinh và đường sở sở ra khỏi phòng khách sạn. Của phòng. Khóe mắt đường sở sở long trọng nước mắt. Hứa tinh kéo tay cô an ủi, đừng lo lắng, chúng ta lại nghĩ cách xem, bây giờ thì trở về nhà nghỉ ngơi trước đợi tin tức phía luật sư. Hứa tinh kéo đường sở sở trở về. Bọn họ đến tìm y trọng muốn cố gắng thuyết phục để y trọng hủy bỏ cáo buộc giang thần. Nhưng đã thất bại sau khi hứa tinh và đường sở sở rời đi không lâu, trợ lý của y trọng đi vào kính cẩn nói, ngài y, cô Bạch Tố, chủ tịch thời đại khoáng đến thăm. Hửm, y trọng hơi sướng sờ. Bạch Tố, chủ tịch thời đại khoáng. Ông ta và chủ tịch Bạch Tố của thời đại khoáng không có bất cứ qua lại nào, sao cô ta lại đến thăm? Đây là một nhân vật lớn, y trọng cũng không chậm chế dặn dò, mời cô ta vào. Sau khi trợ lý rời đi anh ta nhanh chóng đưa Bạch Lộc đi vào phòng, Bạch Tố mặc một bộ váy trắng, dáng người mảnh khảnh, khí chất xuất chúng, trên tay mang theo một ít quà. Y Trọng vội vàng đứng lên chào hỏi, Chủ tịch Bạch, mời ngồi. Y Trọng chào Bạch Tố ngồi xuống rồi hỏi, Chủ tịch Bạch, cô đến tìm tôi có chuyện gì? Bạch Tố để quà xuống rồi ngồi xuống ghế sofa nói, nghe nói đình đình xảy ra chuyện nên tôi đến thăm. Y Trọng hoài nghi, ông ta không quen biết Bạch Tố, cũng chẳng có qua lại gì, chủ tịch của thời đại khoáng một người giàu có với giá trị trên nghìn tỷ lại đến thăm con gái ông ta. Sau khi xứng sở ôn ta nghi ngờ hỏi, tôi thay con gái cảm ơn chủ tịch Bạch. Bạch Tố khẽ khoát tay rồi lập tức nói, ngài y, chuyện của đình đình tôi đã nghe qua, trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Sắc mặt ông ta trần xuống, y trọng lạnh lùng nói, chủ tịch Bạch, cô đến đây là vì giang thần, đến thay giang thần nói chuyện sao? Bạch Tố không phủ nhận mà khẽ gật đầu, ngài y có điều không biết, Giang Thần chính là ông chủ đứng sau của thời đại khoa với giá trị hàng nghìn tỷ, bên cạnh anh ấy không thiếu người đẹp, chỉ cần anh ấy muốn thì không biết có bao nhiêu cô gái xinh đẹp ngã vào vòng tay anh ấy hơn nữa anh ấy còn có một người vợ xinh đẹp như hoa, tôi thực sự không tin xếp mình lại đi cưỡng hiếp người khác. Ông chủ phía sau của thời đại khoa, y trọng cũng bị sốc khi biết thân phận của Giang Thần. Ông ta không ngờ rằng Giang Thần, người vấy bẩn con gái mình lại có lai lịch lớn như vậy. Đúng. Bạch Tố gật đầu nói, trong chuyện này chắc chắn LF có hiểu lầm, tôi tin con người của ông chủ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như thế này. Y trọng bị thân phận của Giang Thần dọa sợ. Nhưng chỉ trong chốc lát ông ta đã kịp phản ứng lại rồi lạnh lùng nói, cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, ai mà biết mấy người có tiền như các người rốt cuộc đang nghĩ gì, có lẽ là muốn chơi kiểu kích thích, cho rằng là tiền có thể muốn làm gì thì làm, cho rằng có tiền thì có thể giải quyết tất cả, tôi nói cho cô biết, không đời nào, tuyệt đối không giang thần làm ô uế con gái tôi tôi nhất định sẽ kiện anh ta để nửa đời còn lại của anh ta phải sống trong tù ra giá đi bạch tố đã đi hỏi luật sư và biết được chứng cứ đã được xác thực và hiện bất lợi cho giang thần cô ta nhìn y trọng rồi nói ông muốn bao nhiêu thì mới có thể lựa chọn nhân nhượng cho qua chuyện không thể nào tuyệt đối không thể cô cút cho tôi y trọng tức giận đứng lên chỉ ta ra phía cửa giống lên cút cho tôi bạch tố cau mày Giờ mà còn có người không cần tiền sao? 100 triệu thì thế nào?" Bạch Tố nói. Trước đó cô ta cũng đã điều tra về Y Trọng, mặc dù là một nhà thư pháp có chút tiếng tăm trên quốc tế nhưng ông ta không có nhiều tiền, đối với ông ta mà nói 100 triệu là một khoản tiền rất lớn. "Cút. 1 tỷ. Tôi nói là cút đi. 10 tỷ. Tiểu An, đuổi người." Y Trọng không hề bị lung lay. Cho dù Bạch Tố có đưa ra giá 10 tỷ thì ông ta cũng không hề động lòng trợ lý của ông ta đi vào rồi lấy tay ra hiệu nói chủ tịch bạch xin đừng làm khó tôi mời bạch tố hít một hơi thật sâu phía y trọng không ổn chỉ có thể nghĩ cách khác thôi cô ta đứng lên nhìn y trọng rồi khe nói tôi tin ông phải là kẻ ngốc ông biết phân tích ông nghĩ kỹ đi với thân phận của ông chủ tôi thì có thể cưỡng bức con gái ông sao cô ta nói một câu rồi quay người rời đi y trọng ngồi trên ghế sofa lời của bạch tố luôn văng vẳng trong đầu ông ta Cô ta nói rất có lý. Giang thần là ông chủ đứng sau thời đại khoa, với thân thế của anh tiền đối với anh chỉ là một con số, có đáng phạm tội vậy không? Nhưng nhìn thấy đôi mắt vô hồn của con gái ông ta lại đau lòng. Mặc dù ông ta không tin Giang thần như vậy nhưng ông ta tin tưởng con mắt của mình hơn, sự thật là như vậy. Ninh Ninh, con yên tâm, bố nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con cho dù Giang thần có lai lịch gì thì cậu ta cũng phải ngồi tù. Bố y đình đình khẽ ngước đầu nước mắt long tròng nhìn y trọng đình đình y trọng đi đến y đình đình nhào vào lòng ông ta rồi bật khóc nức nở bố con phải làm sao đây sau này con phải gặp người khác thế nào đây hu 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 đình đình bố nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con để người xấu phải chịu trừng phạt ngày kia sẽ mở phiên tòa con có thể ra tòa làm nhân chứng tố cáo giang thần không nếu như con không muốn ra tòa thù bố cũng không ép con với những chứng cứ đã thu thập được bây giờ thì đã đủ để giang thần ngồi tù. Con không biết, con không biết. Đầu óc y đình đình hỗn loạn. Cô ta không thể nào quên được chuyện xảy ra lúc sáng. Cô ta không thể quên có một người đàn ông như cầm thú đã không ngừng tiến vào cơ thể cô ta. Cô ta bất lực hét lên đau đớn. Nhưng dù cô ta có cầu xin thế nào thì đối phương cũng không dừng tay. Cô ta chẳng còn luyến tiếc gì nữa, cô ta nghĩ đến cái chết có lẽ chỉ có chết mới có thể giải thoát. chương 288, đường sở sở muốn ly hôn. Hai ngày trở lại đây, nhà họ đường lại lên hot search. Tin tức hot search đầu tiên là đường sở sở người nhà họ đường, một người không giỏi về y học, nhưng đã trở thành bác sĩ của bệnh viện thế kỷ. Tiêu tốn cả hàng triệu, giành được vị trí bác sĩ hàng đầu của Đại hội Y học năm nay. Đường sở sở đã bị mang tiếng xấu. Không biết xấu hổ. Người thì ngu, nhưng lại có nhiều tiền trước khi tin tức hot sắt này tụt xuống hot sắt thứ hai đã nổi lên đây là tin tức về gian thần chồng của đường sở sở hiện tại tất cả các diễn đàn lớn đều đang thảo luận về chuyện này một kẻ hiếp dâm chắc chắn chết một người như vậy nên chém trái ớt để anh ta trở thành thái giám có bị bắn cả trăm lần cũng không quá đáng chút nào tôi chỉ không hiểu gian thần có một người vợ như hoa như ngọc sao lại có thể làm ra chuyện như vậy chuyện này mọi người không biết rồi giang thần ở rể tại nhà họ đường anh ta không hề có chút địa vị gì trong nhà họ đường cả tôi nghe nói anh ta còn chưa ở cùng phòng với đường sở sở bao giờ giữ một người vợ như hoa như ngọc nhưng lại không thể chạm vào chắc chắn là nhịn đến mức không chịu nổi nên mới làm ra loại chuyện này trên mạng có rất nhiều lời mắng mỏ nhà họ đường đường sở sở ủ rủ ngồi trên sofa là vợ của giang thần cô đương nhiên rất quan tâm đến sự phát triển của vấn đề này nhìn thấy những dòng bình luận này trên mạng cô vô cùng tự trách bản thân mình cô cảm thấy đó là trách nhiệm của mình nếu như cô để cho giang thần đụng vào mình sớm hơn giang thần cũng đã không đến mức đi ra ngoài làm ra loại chuyện như vậy đến bây giờ cô đã hoàn toàn tin rằng chuyện này là do giang thần làm bởi vì tất cả các bằng chứng đều chỉ về phía giang thần giang thần nói rằng anh bị ngất không biết gì cả. Ban đầu cô còn tin như vậy, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Y Đình Đình, sai đó trở về cô lại suy nghĩ kỹ, thì cảm thấy Giang Thần chỉ đang bao biện cho tội lỗi mà anh đã phạm phải mà thôi. Sở sở, con đang nghĩ gì vậy, một kẻ phạm tội hiếp dâm như vậy, con còn chờ gì nữa chứ, bây giờ Giang Thần đã là tội phạm, con có thể đệ đơn cưỡng hành ly hôn. Hà Diễm Mai ở một bên thuyết phục cô. Tinh tinh, đường sở sở nhìn hứa tinh. Giang thần bị bỏ tù đã là một chuyện chắc chắn rồi. Hơn nữa, sự việc này đã dấy lên sự phẫn nộ mạnh mẽ trong xã hội, phần đời còn lại của mình Giang thần chắc là đều sẽ phải ở trong tù rồi, cô cũng không muốn làm quá phụ suốt cả đời còn lại. Nhân lúc cô vẫn còn trẻ trung, mau chóng ly hôn với Giang thần, sớm ngày tái hôn. Hứa tinh cao mày hỏi, sở sở, cậu thật sự tin rằng Giang thần sẽ làm ra loại chuyện như vậy sao? Đường sở sở thở dài, tớ không tin, nhưng đó là sự thật, đó cũng là lỗi của tớ. Tớ là vợ của anh ấy, nhưng tớ đã không cho anh ấy chạm vào mình. Anh ấy là đàn ông, anh ấy cũng có như cầu ho nên mới đi sai đường. Hứa tinh trừng to mắt. Mặc dù trong giới bên ngoài luôn có những lời đồn đại như vậy, nhưng hứa tinh không tin. Bởi vì theo quan điểm của cô ta, Giang Thần và Đường Sở Sở rất yêu nhau. Một đôi vợ chồng yêu nhau như vậy thì mà lại không hề có cuộc sống hôn nhân. Hai. Đường Sở Sở thở dài, cô vô cùng tự trách bản thân mình. Hiện tại chuyện đã xảy ra rồi, Giang thần nhất định phải ngồi tù, hơn nữa anh ta phạm tội tình tiết độc ác, ít nhất cũng phải trên 20 năm, tớ không thể chờ anh ấy 20 năm vô ích được. "Vậy cậu định ly hôn sao?" Hứa Tinh nhìn Đường Sở Sở hỏi. "Ừm." Đường Sở Sở gật đầu nhẹ. "Tớ..." Hứa Tinh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lời nói đã đến mép miệng cũng không ra cô ta thay đổi và nói tới ủng hộ bạn cô ta ủng hộ đường sở sở ly hôn với giang thần là cũng có lòng riêng sau khi hai người ly hôn cô ta sẽ có cơ hội cô ta có thể quang minh chính đại theo đuổi giang thần như vậy lại càng không phải cảm thấy có lỗi với đường sở sở hà diễm mai bật cười như vậy là đúng rồi sở sở con thích người như thế nào mẹ sẽ đi sắp xếp cho con đường sở sở khẽ lắc đầu nói đợi sau khi vụ án của giang thần kết thúc thì hãy nói được, được, được. Hà Diễm Mai nói liên tiếp ba chữ được, tươi cười đứng lên, kéo Đường Bác đi rồi nói, "Sở Sở, cậu nghỉ ngơi đi, tớ sẽ cùng với bố cậu đến bệnh viện thăm em trai cậu." "Ừm." Đường Sở Sở gật đầu. Sau khi Hà Diễm Mai và Đường Bác rời khỏi nhà, Đường Sở Sở nhìn Hứa Tinh, vẻ mặt có phần bất lực, hỏi, "Tinh Tinh, tớ làm như vậy có phải là đã quá tuyệt tình rồi không? Dù sao sau khi gian thần vào ở rể nhà họ Đường đã nhẫn nhục chịu khó, đối xử với tớ cũng không tệ." bây giờ anh ấy vừa xảy ra chuyện tớ lại nghĩ đến việc ly hôn ngoặc kép cái này hứa tinh không biết phải nói như thế nào đứng ở lập trường của mình cô ta thực sự hy vọng đường sở sở sẽ ly hôn với giang thần nhưng đứng từ quan điểm bạn tốt và bản thân của sở sở cô ta không muốn đường sở sở và giang thần ly hôn tớ cứ tưởng giang thần là người thành thật có trách nhiệm cho dù anh ấy có bỏ tiền ra chơi gái cũng được nhưng tại sao anh ấy lại làm ra chuyện như vậy Tớ thật sự không thể tha thứ cho anh ta được." Đường Sở Sở nói. "Ừm." Hứa Tinh không biết phải nói gì, vì vậy cô ta chỉ đơn giản đồng tình với Đường Sở Sở. Bệnh viện thành phố, phòng bệnh. Đường Tùng đã nằm viện mấy ngày rồi. Sau ca phẫu thuật, cậu ta hồi phục cũng khá tốt, nhưng muốn hồi phục hoàn toàn thì cần thời gian điều dưỡng lâu dài, trong thời gian ngắn không thể xuất viện được. Đường Tùng nằm trên giường, còn Ngô Mẫn thì ở một chăm sóc cho cậu ta đúng lúc này hà diễm mai và đường bác vừa đi vừa cười nói bước vào đường tùng nghi ngờ hỏi mẹ sao mẹ lại cười vui vẻ như vậy có thể không vui được à cái tên gian thần khốn kiếp đó đã cưỡng hiếp một cô gái bị cảnh sát bắt đi rồi ngày mốt sẽ đưa ra tòa nửa đời còn lại cậu ta phải sống trong tù rồi sở sở muốn ly hôn với cậu ta sau đó có thể tìm một người con tiền mẹ đã có con rể quý rồi ngoặc kép cái gì đường tùng kinh ngạc giọng nói lên đến 80 decibel. Anh rể bị cưỡng hiếp con gái nhà người ta à, mẹ, mẹ đang đùa con đúng không? Anh rể làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Hà Diễm Mai nói, hoàn toàn là sự thật, Giang Thần hiện tại đã bị bắt rồi, bây giờ bên ngoài cũng đã đồn đãi khắp nơi. Không thể nào, chuyện này làm sao có thể được? Đường Tùng vẻ mặt hoài nghi. Giang Thần là ai chứ? Là người từng là Hắc Long, một nhân vật từng đứng trong kim tự tháp quyền lực anh là thần chiến tranh bảo vệ trung quốc làm thế nào anh lại có thể làm ra chuyện như vậy được mẹ mẹ nói thật sao ừ hà diễm mai lấy điện thoại của bà ta ra tìm một đoạn video đưa tới trước mặt đường tùng nói con nhìn xem đây là những gì phóng viên quay lại được đây không phải là giang thần thì la ai rồi con nhìn người phụ nữ trên giường đi người đó đã bị cậu ta cưỡng hiếp đấy cái này đường tùng há hốc mồm cậu ta không thể tin được Ngô Mẫn hả hê cười nói, thứ phế vật này rốt cuộc cũng đã bị bắt. Từ khi anh ta vào ở rể nhà họ đường, nhà họ đường không được yên ổn một ngày nào. Câm miệng lại, đường tùng mắng, em thì hiểu cái gì, nếu không có anh rể, không biết gia đình chúng ta đã bị diệt bao nhiêu lần rồi. Đường tùng không tin đó là sự thật. Cậu ta tin tưởng giang thần. Chính xác mà nói là tin tưởng Hắc Long. Trong chuyện này nhất định có ẩn tình. Mẹ, chị sở sở thật sự muốn ly hôn với Giang thần sao? Đường Tùng chất vấn. Ừ, Hà Diễm Mai cười nói, nếu không ly hôn, chẳng lẽ phải đợi nó mấy chục năm à? Sở sở đã gần 28 tuổi rồi, đợi hơn 20 năm, con bé cũng sắp 50, làm sao có thể chứ? Mẹ, anh rể, đường Tùng lên tiếng. Nhưng khi lời nói đã lên tới tận miệng, cậu ta lại nuốt ngược vào trong. Giang thần ở nhà họ đường lâu như vậy mà cũng không tiết lộ thân phận, hẳn là có lý do gì nên anh mới không nói ra. Đường Tùng cũng kìm lại. Cậu ta tin rằng Giang Thần vô tội. Cậu ta tin rằng Giang Thần sẽ sớm được trắng án và thả ra mà thôi. Nghĩ đến Giang Thần trước kia đã từng là Hắc Long, cậu ta có gì mà phải lo lắng cơ chứ? chương 289, hạng nhất cuộc thi. Giang Thần phạm tội và bị bỏ tù, đường sở sở lại có ý nghĩ ly hôn. Cô định đợi Giang Thần bị tuyên án xong rồi mới chọn cách ép buộc anh ly hôn. Cô chưa tới 28 tuổi, đang là độ tuổi thanh xuân của cô, cô không muốn nửa đời còn lại phải chờ đợi Giang Thần. Khi Giang Thần ra tù, cô cũng đã già rồi, cô không muốn tuổi trẻ của mình phải lưu lại tiếc nuối. Chính vì cô mà Giang Thần mới không kìm chế được, nên mới đi sai đường. Nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, không còn chỗ để xoay chuyển được nữa, có tự trách mình cũng vô ích còn mặt khác giang thần đã thay xà đổi cột rời khỏi phòng tạm giam của cục cảnh sát và trở về tập đoàn giang long trong khoảng thời gian này anh chưa từng đến tập đoàn giang long cũng không hỏi gì về chuyện của tập đoàn giang long tập đoàn giang long văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị giang thần đã đeo mặt nạ ra người lên bây giờ ngoại hình của anh ấy đã thay đổi đáng kinh ngạc anh mặc bộ vest trắng trông đẹp trai phong độ phi phàm cậu chủ trong khoảng thời gian này công việc kinh doanh của tập đoàn đã bị thương minh tứ hải chèn ép. Công việc kinh doanh của tập đoàn sa sút thua lỗ rất nhiều. Tần Niên đứng ở một bên báo cáo lại công việc. Giang thần khẽ xua tay và nói, không cần lo lắng. Anh hoàn toàn không coi trọng tập đoàn Giang thần, hơn nữa anh đã nói là sẽ tặng tập đoàn Giang Long cho Tần Niên, nhưng chẳng qua là Tần Niên không muốn nên mới quản lý thay cho anh. Hắn thờ ơ nói, sau đại hội Trung Y, chúng ta từ từ chơi với bốn gia tộc lớn, cháu gái của Tần Niên là Tần Sương cũng đang ở trong văn phòng. Trong khoảng thời gian này, Tần Sương vẫn luôn đi theo Tần Ngạo để học quản lý tập đoàn doanh nghiệp, có thể nói mọi việc lớn nhỏ của tập đoàn đều do Tần Sương gánh vác. Tần Sương vốn là một mỹ nhân, trong thời gian cô ta ở tập đoàn Giang Long đã quen biết rất nhiều người tai to mặt lớn, khí chất cũng ngày càng thăng tiến. Cậu chủ, hiện tại bên ngoài có tin đồn rằng cậu cưỡng ép y đình đình, con gái của nhà thư pháp y trọng gì đó, nên đã bị bắt giam rồi làm sao cậu lại chạy ra ngoài được, tần xương lộ ra vẻ nghi hoặc. Nghe vậy, vẻ mặt giang thần cũng nghiêm túc lại. Đây thực sự là một chuyện rắc rối. Mặc dù anh đã bị hãm hại, thần chí anh không được tỉnh táo, hoàn toàn không biết gì cả, nhưng anh thực sự đã phát sinh quan hệ với y đình đình đó. Bây giờ y trọng quyết tâm khởi tố anh. Hơn nữa ngày mốt là sẽ ra tòa. Đối mặt với đủ loại bằng chứng, anh bị phán tội đã là chuyện chắc chắn rồi. Anh lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, hít một hơi thật sâu rồi mới nói, những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Thực xin lỗi cậu chủ, là tôi đường đột rồi. Giang Thần hơi xua tay. Hôm nay Giang Thần không lộ diện. Anh đã luôn ở trong tập đoàn Giang Long. Đến tối anh liên lạc với Mộ Rồng, "Mộc Vinh, chuyện ở bệnh viện Thái Thượng là sao thế?" "Đại ca, mọi chuyện vẫn bình thường, không có động tĩnh gì." Giang Thần cau mày. "Sao lại như vậy nhỉ?" bọn họ đã làm ra nhiều chuyện như vậy, chỉ là vì không muốn anh đi tham gia đại hội y học, theo lý mà nói thì bọn họ nhất định sẽ có hành động, vậy mà sao lại không có chút động tính gì. Có vẻ như nếu muốn biết tất cả những chuyện này, chỉ có thể đợi đến ngày mai. Đêm khuya yên tĩnh, tầng cao nhất của tập đoàn Giang Long, văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Đèn trong đó vẫn sáng. Giang thần đứng ở trước cửa sổ, nhìn thành phố trước mặt, toàn bộ thành phố đều thu vào trong tầm mắt. Đêm lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau. Hôm nay chắc chắn là một ngày náo động ở Giang Trung. Sau 3 ngày tranh tài tại Đại hội Trung Y mỗi năm một lần, công chúng đã chọn ra 100 bác sĩ đông y hàng đầu ở Giang Trung. Hôm nay, 100 bác sĩ đông y này sẽ cùng nhau hội tụ để tranh danh hiệu thần y. Phố Y, Hội Đường Chính Đại hội Trung Y hàng năm được tổ chức tại đây. Đây là hội trường có sức chứa 100.000 người. Mới 8 giờ sáng, hội trường đã chật kín người một hội trường rộng lớn như vậy đã đầy ấp người giang thần cũng đã sớm tới hội trường lần này anh rất khiêm tốn bảo tần nhiên mua vị trí không gần phía trước cũng không quá sát phía sau anh ngồi trên ghế và yên lặng chờ đợi anh muốn xem hồng lãng từ bệnh viện thái thượng và cả hàn kim minh đến từ nước cao ly rốt cuộc có thể làm ra được trò chống gì đúng lúc này người chủ trì đại hội y học bước lên sân khấu Cô ta là một nữ diễn viên đang nổi tiếng tên là Khai Hiểu Đồng. Khai Hiểu Đồng mặc một bộ lễ phục màu đỏ, vóc dáng mảnh mai, cầm một chiếc micro bước lên sân khấu, và tiếng cười ngọt ngào vang lên khắp hội trường. Tôi thực sự rất khích động, đại hội y học còn chưa bắt đầu, tôi đã khích động rồi. Tôi có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ được rằng ngày hôm nay mình lại có may mắn được nhìn thấy các bác sĩ nổi tiếng của Trung Quốc tụ họp lại với nhau để tranh vinh quang cao nhất trong lĩnh vực y tế của Trung Quốc. Đúng vậy, lại có một người đàn ông mặc vest bước ra khỏi hậu trường anh ta cũng là một người dẫn chương trình nổi tiếng tên là mao khang mao khang đi tới đứng trước khai hiểu đồng nhìn về phía khán giả đông đúc tại hội trường tôi thực sự rất vinh dự khi có thể được chứng kiến cuộc tranh tài của các bác sĩ nổi tiếng ở trung quốc ai có thể đánh bại mọi người khác và giành được danh hiệu thần y ngoặc kép lúc này nhân viên cầm một danh sách đến đưa cho hai người dẫn chương trình mao hiểu đồng mở ra trước cười nói, sau 3 ngày tranh tài, top 100 bác sĩ danh giá đã có rồi. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu top 100 bác sĩ nổi tiếng. Mao Khang tiếp tục, vị trí đầu tiên là. Nhìn thấy những cái tên trong danh sách, anh ta hơi sững sờ, lớn tiếng nói, bệnh viện thế kỷ đường sở sở. Từ hội trường vang lên một chàng cười to. Thậm chí, không ít phóng viên báo đài đang quay phim cũng bật cười. Đèn nhấp nháy trên sân khấu, đèn sân khấu chiếu vào một vị trí ngay trước sân khấu ngồi ở đó là một người phụ nữ ăn mặc rất xinh đẹp cô chính là đường sở sở vốn dĩ cô không muốn đến để bị mất mặt nhưng sau khi nghĩ lại cô vẫn đến bởi vì cái danh hiệu này là do giang thần đã bỏ tiền ra để giúp cô có được nếu cô không đến cô đã phụ lòng của giang thần rồi cô biết rằng nếu cô đến cô nhất định sẽ bị chế giễu nhưng cô vẫn đến giang thần lúc này đã bị bắt cũng sắp bị tuyên án cho dù có mất mặt cô cũng vẫn đến cũng coi như đó là một chút bồi thường cho giang thần ánh đèn chiếu vào người cô vô số ống kính đang chĩa vào đường sở sở đường sở sở khẽ nhắm mắt hít sâu một hơi giang thần hôm nay tôi sẽ không còn nợ nần gì anh nữa khai hiểu đồng cười và nói mời cô đường sở sở lên sân khấu và chia sẻ với mọi người một chút cảm giác khi giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi dưới ánh mắt của không ít máy quay máy ảnh và tất cả khán giả đường sở sở đứng dậy và đi về phía sân khấu có một nhân viên đến đeo micro cho cô mao hiểu đồng cười diếu cợt tôi đã nghe đến đại danh của cô đường sở sở từ lâu đây là người được giới truyền thông đánh giá là mỹ nhân hiếm có trong năm nghìn năm qua đứng bên cạnh cô ấy tôi thực sự rất áp lực vẻ mặt của đường sở sở xấu hổ mao khang hỏi đường sở sở đã giành vị trí đầu tiên trong trận đấu Lúc này tâm trạng của cô như thế nào? Đường Sở Sở nhìn khán giả dưới hội trường. Khán giả ở hàng ghế đầu, dù giàu có hay cao quý, đều là những tên tuổi lớn, nhưng cô thấy được sự coi thường và khinh bỉ trong biểu hiện của những người này. Cô biết lần này mình thật sự đã mất mặt rồi. Cô cầm micro, do so dự một lúc rồi mới lên tiếng, "Tôi hoàn toàn không biết y thuật gì cả, cũng giống như những lời đồn đãi bên ngoài đã nói." tôi có thể giành được vị trí đầu tiên là vì chồng tôi đã chi tiền để nâng cao sự nổi tiếng của tôi, đưa tôi lọt vào top một bảng danh tiếng. Cô cúi đầu thật sâu. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người. Sau khi cúi đầu, cô quay người và bước ra khỏi sân khấu. Ở phía dưới hội trường, vị trí phía sau, Giang thần sờ mũi, nhẹ giọng lẩm bẩm, xem ra sở sở oán hận tôi rất nhiều. Tuy rằng không biết đại hội y học này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tôi phải tìm một cơ hội để giúp sở sở. Giang thần nói xong vẫy tay với Tần Sương ở bên cạnh. Tần Sương nói, cậu chủ, cậu ra lệnh đi. Giang thần ghé vào tai cô ta nói nhỏ điều gì đó. Vâng, Tần Sương gật đầu, lập tức đứng lên, rời khỏi vị trí. chương 290, phòng thi đầu tiên. Sau khi đường sở sở bước ra khỏi sân khấu, Khai Hiểu Đồng tiếp tục lên tiếng nói, vị trí thứ hai là Phương Thốn Tâm từ Bách Thảo Đường, Phương Thốn Tâm là cháu gái của thần Y Phương. Trong 20 năm qua, tại mỗi đại hội trung y, thần y phương đều có khả năng áp đảo đám đông, phương thốn tâm đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Mao Khang nói, xin mời cô phương thốn tâm. Phương thốn tâm bước lên sân khấu. Cô ta mặc một chiếc váy trắng, giống như một con thiên Nga trắng quý phái. Cô ta nhận lấy micro. Khai hiểu đồng cười hỏi, bác sĩ Phương, lần đầu tiên tham gia đại hội y học đã giành được vị trí thứ hai trong cuộc thi, hiện tại cô cảm thấy thế nào? Phương Thốn Tâm rất khiêm tốn cho biết, được giao lưu với nhiều bậc tiền bối trong ngành y là ước mơ của tôi. Tôi tin rằng lần này dù thắng hay thua, tôi cũng sẽ thu hoạch được rất nhiều. Cảm ơn cô, cô Phương. Mao Khang cười nói, tiếp tục đọc, vị trí thứ ba là Hàn Kim Minh của Bệnh viện Thái Thượng. Vị trí thứ tư, Hồng Lãng của Bệnh viện Thái Thượng. Vị trí thứ 5, Mạc Tử của Mạc Viện. Vị trí thứ sáu, Đào Bạch Bạch của Cửa hàng Dược Phẩm Vô Cực. Vị trí thứ bảy, Bách Thảo Đường. Hai người dẫn chương trình lần lượt đọc tên. Những người được đọc tên lần lượt bước lên sân khấu. Chẳng mấy chốc, cả trăm người cùng tụ họp. Trong lúc mọi người đang ở trên sân khấu, Tần Sương đến bên cạnh Đường Sở Sở, tươi cười nói, "Cô Sở Sở, cậu chủ muốn gặp cô." "Hả?" Đường Sở Sở nhìn Tần Sương nhíu mày, "Cô, cậu chủ nhà cô, Hắc Long Ư? Không phải anh ta đã chết rồi sao?" Đường Sở Sở đã từng đến tập đoàn Giang Long và biết Tần Sương nhìn thấy tần sương tới tìm mình cô không khỏi kinh ngạc tần sương cười nói đi theo tôi đường sở sở cảm thấy khó hiểu nhưng cũng vẫn đi theo tần sương ra khỏi hội trường bên ngoài đại sảnh chính giang thần dựa vào tường hút một điếu thuốc tần sương đã đưa đường sở sở tới cậu chủ đường sở sở đã tới rồi giang thần hơi dừng lại nói ừm tôi biết rồi cô lui xuống đi vâng tần sương xoay người rời đi còn đường sở sờ, sờ khi nhìn thấy Giang thần lại sững sờ. Đây là... Hắc Long Giang Nam không phải đã chết rồi sao, làm sao còn sống được chứ? Cô cho rằng mình đã nhìn nhầm, ra sức rụi mắt, nhưng phát hiện ra đây chính là Hắc Long Giang Trung. Giang thần cười nhẹ, sở sờ, sờ, đã lâu không gặp. Anh, anh, anh còn sống sao? Vẻ mặt đường sở sở kinh ngạc. Giang thần sờ sờ mũi, cười nói, sao thế, cô chủ tôi chết à? Không, không, không phải, Đường Sở Sở vội vàng giải thích. Lúc này cô đang rất căng thẳng, trái tim không ngừng đập như sắp bật ra. Giang Thần lấy ra một chiếc tai nghe không dây, đưa cho Đường Sở Sở. Đường Sở Sở nhận lấy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi cái này, đây là cái gì? Giang Thần nói, tai nghe không dây, đeo vào có thể nói chuyện với tôi. Cô đeo tai nghe không dây tham gia cuộc thi y học đi, tôi sẽ bí mật giúp cô. Hả? Vẻ mặt Đường Sở Sở khó hiểu. Bí mật giúp cô à? Mời Đường Sở Sở lên sân khấu. Một giọng nói vang lên khắp đại sảnh chính. Giang Thần nói, đã gọi cô rồi kìa, mau đi đi. Nhưng tôi. Giang Thần hơi dừng lại, nói, đừng lo lắng, không sao đâu. Vâng. Đường Sở Sở đeo tai nghe, sau đó nhanh chóng trở lại hội trường, dưới ánh mắt của không ít người, cô bước lên sân khấu. Top 100 đã quy tụ đầy đủ trên sân khấu các quy tắc của cuộc thi đã được quy định từ trước rồi. Khai Hiểu Đồng và Mao Khang thông báo một chút thể lệ cuộc thi. Các quy tắc của cuộc thi tại Đại hội Y học lần này rất đơn giản, PK một trọi một, 50 người thắng cuộc sẽ vào nhóm chiến thắng. Nhóm chiến thắng tạm thời sẽ an toàn. Còn 50 người thua cuộc sẽ được ghép ngẫu nhiên lại với nhau, quyết đấu thêm một lần nữa. Người chiến thắng sẽ được thăng cấp, sẽ được ngẫu nhiên ghép đội với nhóm chiến thắng, rồi đấu tay đôi PK một lần nữa. Sau khi các quy tắc được công bố, hội trường xuất hiện một TV LCD, trên đó 600 cái tên, tất cả đều được xáo trộn ngẫu nhiên để ghép cặp với nhau. Ghép cặp nhanh chóng kết thúc. Bây giờ, mời Đường Sở Sở và Trần Phạm bước ra. Đối thủ mà Đường Sở Sở được ghép chung một thầy thuốc già có thứ hạng khá thấp, nhưng những người có thể lọt vào top 100 cũng không hề yếu, đều là những bác sĩ đã hành nghề mấy chục năm. Đường Sở Sở bước đến giữa sân khấu. Ngay sau đó đối thủ của cô cũng xuất hiện. Đó là một cụ già khoảng ngoài 80 tuổi, mặc áo khoác trắng, còn đưa theo một nữ trợ lý trẻ tuổi. Mao Khang nhìn Đường Sở Sở hỏi, "Cô Sở Sở, trợ lý của cô đâu?" Cô còn chưa kịp nói thì ông lão trước mặt cô đã lạnh lùng, "Hừ, một tiếng, giao lưu học hỏi y thuật với một người như vậy, cho dù có thắng cũng không hề nở mặt." Đường Sở Sở rất căng thẳng. Đúng lúc này một người đàn ông bước lên sân khấu. Anh là Giang Thần. Nhìn thấy Giang Thần bước lên sân khấu, Đường Sở Sở mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Thần đi tới, nói tôi là trợ lý của cô ấy. Mao Hiểu đồng liếc mắt nhìn Giang Thần một cái, cũng không nói nhiều mà trực tiếp thông báo, theo quy định, bốc thăm quyết định nội dung thi đấu. Ngay sau đó, nhân viên đã đẩy chiếc hộp bước lên sân khấu. Mao Khang nói, trong hộp này có rất nhiều thư được niêm phong bên trong có viết số, mỗi con số tương ứng với nội dung cuộc thi. Bóc ra được cái gì đều là ý trời. Bây giờ mời nhân viên lấy một phong thư từ trong hộp ra và chuyển nó cho tôi. Các nhân viên bắt đầu rút, họ đưa tay vào hộp. Chiếc hộp này trong suốt. Ngay sau khi anh ta đặt tay vào, từ đáy hộp chuyển tới một luồng gió, thổi thư bay tứ tung, nhân viên đã tiện tay tóm lấy một tờ và đưa cho Mao Khang. Mao Khang mở nó ra, đưa nó ra trước ống kính, sau đó thông báo số 58, chúng ta hãy xem xem đề số 58 trong ngân hàng câu hỏi. Trên TV LCD trên sân khấu, xuất hiện nội dung của đề số 58. Nhận dạng dược liệu, chọn ngẫu nhiên 100 loại dược liệu từ hơn 100.000 loại dược liệu. Hai bên thi đấu bịt mắt, dùng khứu giác để nhận biết dược liệu. Thời gian thi đấu là 10 phút, ai nhận dạng được nhiều dược liệu hơn sẽ chiến thắng. Sau khi nghe nội dung thi đấu do máy tính phát, hội trường đã truyền đến tiếng xôn xao. Ván thi đấu này rất thú vị. Bịt mắt, dựa vào khứu giác để xác định cả trăm loại dược liệu, ngay cả một vị thầy thuộc vào nghề mấy chục năm cũng không thể xác định được hết. Đề bài vừa xuất hiện, các nhân viên nhanh chóng đi chuẩn bị. Sau đó, các loại dược liệu đã sẵn sàng. Ở vòng thi đầu tiên, đường sở sở của Bệnh viện Thế Kỳ quyết đấu với ông Trần Phàm của cửa hàng dược phẩm Vạn Thịnh. Với âm thanh của khai hiểu đồng, đường sở sở trở nên căng thẳng lòng bàn tay của cô đổ mồ hôi giang thần đứng ở bên cạnh cô nhỏ giọng nói không sao không cần phải lo lắng có tôi ở đây đảm bảo chỉ vài phút cô đã thắng trận đấy xin hỏi hai bác sĩ đã chuẩn bị xong chưa trần phàm liếc nhìn đường sở sở khuôn mặt già nua khinh thường thắng được đường sở sở tôi cũng không vẻ vang gì lần thi đấu này tôi sẽ không xuất hiện để cho trợ lý của tôi thi với cô ta để tránh cô ta nói là tôi bắt nạt cô ta Đường Sở Sở còn chưa kịp nói, Giang Thần đã đứng dậy, nói, nếu như đã như vậy, lần này cũng không cần Sở Sở ra tay, hãy để người trợ lý như tôi lên thay thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 290.